Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại kênh YouTube của Đặng Tùng Channel. Hôm nay ngày 11 tháng 6 năm 2024, Đặng Tùng Channel lại tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn giá heo hơi của thị trường Hưng Yên miền Bắc. Theo ghi nhận của địa phương, hôm nay giá heo của thị trường Hưng Yên đang giao động với mức giá từ 68 đến 70.000 đồng trên 1 kg, thì thuộc vào từng loại heo ngon hay là heo không ngon. Thì nếu heo ngon của thị trường Hưng Yên và cụ thể là của huyện Khói Châu thì đang bán với mức giá là 70.000 đồng là heo loại 1, heo siêu ba máu. Còn nếu heo như đàn heo này của nhà cậu em mình thì hôm nay đang cân với mức giá là 69.000 đồng trên 1 kg. Qua video này thì cho Đặng Tùng xin chúc bà con chăn nuôi sẽ gặp một mùa bội thu, nhất là trong tháng 6 dương lịch này thì giá heo có thể sẽ lên đến 74-75 để đáp ứng với nhu cầu công sức của bà con chăn nuôi đã bỏ ra. Cảm ơn bà con cũng như quý vị và các bạn đã theo dõi video của mình. Mình cũng xin kết thúc video ở đây. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video tiếp theo.